Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình, rất là nhiều người than phiền với tụi tôi về giấc ngủ của họ. À, các bạn thấy không? Quá trời quá đất luôn. Và đa số là những cái lời than phiền mà phải gọi là không có vui cho lắm. Mà đúng rồi, than phiền mà vui gì? Đúng không? Thành ra người ta bảo ăn được ngủ được là tiên. Quả là không có sai các bạn. Quá đúng luôn chứ gì nữa. Mà tôi biết chắc luôn á, là không chỉ những khán giả đã comment và đã gửi cho tôi những cái thông tin này không hài lòng về giấc ngủ. Không chỉ họ đâu, mà còn rất nhiều người khác. Đây luôn. Nếu mà bây giờ tôi hỏi các bạn á, bạn có hài lòng về giấc ngủ của bạn hay không? À, nôm na là bạn có ngủ ngon hay không? Có ngủ đủ hay không? Có thức dậy trong sảng khoái hay không? Tôi hỏi bạn vậy á, thì bây giờ phương án A, cái tích màu xanh là có. Phương án B, cái dấu X màu đỏ là không. Thì tôi tin chắc luôn á, cái số người mà chọn cái màu đỏ là hơi bị nhiều á. Ha, ngủ không ngon nó có hại vô cùng nhiều luôn các bạn ơi. Nó hại từ tâm trạng cho tới năng suất làm việc. Rồi hại qua sức khỏe, hại tới cái tính mạng của mình luôn. Rất rất là nhiều vụ tai nạn giao thông là do thiếu ngủ và mất ngủ gây ra. Đó là sự thật các bạn, quá khủng khiếp. Thành ra nếu mà chúng ta mà không làm gì để mà cải thiện giấc ngủ của mình á, thì cuộc đời của chúng ta sẽ hơi mệt đó các bạn. Thiệt. Phải làm cái gì đó để ngủ ngon hơn thôi. Cái này là lời kêu gọi và lời than thở luôn á. Phải làm cái gì đó. Nhưng mà làm gì mới được? Làm sao giờ? Đúng không? Đấy, gọi lo các bạn. Vì cái bài này được làm ra vì mục đích đó mà. Đúng không? Trong cái bài này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những tài liệu có thể nói là thuộc dạng uy tín và nổi tiếng nhất thế giới về giải pháp để cải thiện giấc ngủ. Khẳng định luôn. Đó là cái gì? Đó là cái danh sách 12 lời khuyên chống mất ngủ do Viện Tim, Phổi và Máu Hoa Kỳ biên soạn. À, cái tài liệu này phải gọi là nổi tiếng vô cùng và uy tín vô cùng luôn các bạn. Rất rất nhiều tạp chí uy tín trên thế giới dẫn lại cái danh sách 12 lời khuyên này. Khỏi phải nói luôn. Đây là những lời khuyên cực kỳ đáng tin cậy, được các bác sĩ, các chuyên gia và các nhà khoa học đáng tin cậy thẩm định. Và được xuất bản bởi một cơ quan không thể không tin cậy, đó là Viện Tim, Phổi và Máu Hoa Kỳ. Nha, cái tài liệu này thực ra là được công khai và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới các bạn. Nhưng mà nó bằng tiếng Anh. Ha. Thành ra cái số người Việt Nam mà tiếp cận được nó không có quá nhiều. Mà tôi thấy mà tôi tức. Thiệt, hay như thế này mà không có nhiều người tiếp cận được, tức thiệt chứ. Thành ra tôi muốn mang nó và truyền tải đến tất cả các bạn. Nha, tôi muốn các bạn ngang hàng với những người nước ngoài. Ít nhất là về mặt thông tin ha. Và tôi hy vọng là các bạn sẽ thu gặt được thật nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức bổ ích từ cái nguồn chính quy trong cái bài này, để thông qua đó giấc ngủ của các bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vô ngay cái điều đầu tiên trong danh sách 12 điều để các bạn có thể ngủ ngon giấc hơn các bạn nha. Vô. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang tới với cái lời khuyên đầu tiên để có thể ngủ ngon hơn hàng đêm. Ha, thì như các bạn đã thấy, cái nguyên văn của cái lời khuyên này tôi để trên màn hình, các bạn thấy không? Đó là cái lời khuyên nguyên văn. Lúc đầu tôi cũng thú thiệt với các bạn luôn, là tôi tính là chỉ dịch lại và đọc cho các bạn cái tài liệu này thôi. Ha, nhưng mà tôi thấy như vậy nó nhạt quá đúng không các bạn? Nó quá bình thường. Mà bản thân tôi mà làm cái kiểu mà không có sáng tạo như vậy, tôi cũng cảm thấy chán nữa, đúng không? Nên thành ra tôi sẽ chọn tiếp cận một cái cách khác nó thú vị hơn. Đó là tôi sẽ chỉ lọc ra những cái ý chính và ý quan trọng nhất trong cái phần này để mà nói. Cái việc này sẽ làm cho cái bài này nó đỡ dài là cái thứ nhất. Vì đọc hết nó lê thê lắm các bạn. Còn cái thứ hai là chỗ nào mà khó hiểu trong cái tài liệu này thì tôi sẽ giải thích và bổ sung cho các bạn hiểu. Ha, ok, bây giờ sẽ là cái phần đúc rút và cái tinh túy của cái điều số 1 này. Đó là cái gì? Đó là hãy có lịch trình ngủ nếu các bạn muốn ngủ ngon hơn. Lịch trình ngủ là rất là quan trọng các bạn. Nôm na đó là các bạn ngủ và thức trong cùng một khung giờ. Và ngày nào cũng như thế. Cực kỳ quan trọng luôn các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Con người là sinh vật của thói quen. Vì chúng ta có nhịp sinh học mà. Cái thói quen nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Kể cả đó là thói quen ngủ. Nếu mà các bạn cố gắng ngủ và thức dậy cùng một khung giờ á, và trong một cái khoảng thời gian dài á, thì bạn sẽ tận hưởng được một cái ích lợi của một thói quen rất tự nhiên và rất lành mạnh và cũng rất đáng tự hào. Đó là buổi tối, tới cái khung giờ đó,
cơ thể bạn sẽ tự động cảm thấy buồn ngủ và muốn đi ngủ. Automatic luôn. Và tới buổi sáng, tới cái khung giờ đó, bạn sẽ tự động thức dậy mà không cần báo thức. Và đây là cái kiểu ngủ rất tự nhiên và vô cùng lành mạnh luôn các bạn. Thành ra hãy nhớ nha, có lịch trình ngủ và hãy cố gắng xây dựng và nỗ lực để duy trì cái lịch trình ngủ đó. Ngủ cùng một khung giờ và thức dậy cùng một khung giờ, kéo dài trong một thời gian dài là quá tuyệt vời luôn á ha. Và cái tài liệu này á thì họ khuyên các bạn, bên cạnh cái việc mà đặt báo thức cho giờ thức dậy á, thì hãy đặt báo thức cho cái giờ đi ngủ luôn nha. Cố gắng duy trì hai cái khung giờ này nhất quán qua từng ngày, từng tháng, từng năm thì các bạn sẽ có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời xét về mặt giấc ngủ nha. Ok, và đây sẽ là cái lời khuyên quan trọng nhất trong 12 lời khuyên này luôn các bạn nha. Đó là cái lời khuyên thứ nhất. Các bạn hãy cố gắng tích vào cái dấu xanh của cái lời khuyên này. Hãy cố gắng đạt được cái thói quen này, cả cuộc sống của các bạn sẽ hưởng lợi ha. Bây giờ mình vô cái điều thứ hai. Rồi, hello các bạn. Cái lời khuyên thứ hai để các bạn có thể ngủ ngon hơn, và các bạn cũng hãy cố gắng đánh dấu vào cái dấu tích xanh thứ hai này, coi như là một sự hoàn thành một cái nhiệm vụ nhỏ để đổi lại một cái giấc ngủ ngon lành, không bị ảnh hưởng. Đó là cái gì? Mỗi ngày chúng ta nên tập thể dục ít nhất là 30 phút. Cái việc này sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, tốt hơn, minh mẫn hơn. Nói chung là lợi ích của tập thể dục là không có gì phải bàn rồi, đúng không? Các bạn nên tập ít nhất là 30 phút. Nhưng làm ơn nhớ, cái gì nó cũng có hai mặt hết, kể cả tập thể dục. Nếu các bạn tập thể dục trong khoảng thời gian từ 2 cho tới 3 tiếng trước khi các bạn đi ngủ, thì cái việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của các bạn. Các bạn sẽ khó ngủ hơn khi mà các bạn vận động trong cái khoảng thời gian quá gần giấc ngủ như vậy. Nên lời khuyên ở đây, một lời khuyên chính quy, đó là hãy tránh tập thể dục trong cái khoảng thời gian khoảng từ 2 cho tới 3 tiếng trước khi đi ngủ. Ví dụ như 11 giờ ngủ đúng không? Thì 8 giờ đổ lại đừng có tập. Hãy cố gắng tập càng sớm càng tốt và càng xa giờ đi ngủ càng tốt nha. Chứ nếu mà tập nó đẹp mà đánh đổi lại là giấc ngủ thì cái này nó khá là nguy hiểm đấy. Lợi bất cập hại ha. Rồi, cái lời khuyên thứ ba để có thể ngủ ngon hơn, ngủ đều hơn, ngủ chất lượng hơn, đó là cái gì? Các bạn cũng hãy cố gắng đánh vào cái tích này ha. Tóm lại, tôi rất muốn các bạn đánh càng nhiều cái dấu tích hoàn thành vô 12 cái lời khuyên này, càng nhiều càng tốt ha. Chúng ta quay trở lại với cái lời khuyên thứ ba, đó là gì? Tránh caffeine và nicotine ha. Nếu mà ai đó lỡ ghiền những cái đồ ăn thức uống mà có caffeine thì các bạn cứ yên tâm, để tôi giải thích cho các bạn nghe ha. Thực ra chúng ta vẫn có cách sử dụng nó, nhưng mà trong một cái kịch bản khôn ngoan hơn. Đầu tiên thì tôi nói rõ là caffeine thường hay có trong cái gì? Đó là cà phê, đó là cola, rồi một số loại trà, một số loại sô-cô-la thì có caffeine ha. Thì các bạn phải thực sự cẩn thận khi mà sử dụng những cái sản phẩm này, vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của các bạn. Vì cơ thể của chúng ta sẽ cần khoảng 8 tiếng đồng hồ để loại bỏ caffeine ra khỏi máu. Ha, thực chất 8 tiếng là trong cái tài liệu này thôi. Còn rất nhiều những tài liệu khác tôi học được, có cái nghiên cứu gần hơn và mới hơn á, thì có thể mất tới 10 tiếng đồng hồ để loại bỏ caffeine ra khỏi máu. 10 tiếng đồng hồ các bạn. Thành ra nếu mà các bạn 4 giờ chiều đi, các bạn có hẹn ai đó đi uống cà phê, ha, 4 giờ chiều tức là 16 giờ đó, và bạn hứng chí, các bạn gọi một ly cà phê uống, bạn nghĩ là ui còn sớm mà có gì phải lo. Nhưng thưa quý vị và các bạn, cái ly cà phê vào lúc 4 giờ chiều này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ vào buổi tối của các bạn đấy. Ha, các bạn cứ lấy 16 giờ chiều đi cộng thêm 8 tiếng là cái khoảng thời gian có thể gọi là nôm na để mà caffeine được loại bỏ khỏi máu. Tức là 16 cộng 8 là nhiêu? Là 24 giờ, tức là tới nửa đêm, tới khuya các bạn mới hết caffeine. Thì lúc đó may ra mới ngủ được. Đó là mình lấy 8 tiếng nha, còn mình lấy 10 tiếng đi. Mình lấy 16 cộng 10 đi. Trời ơi, nó ra tới 2 giờ sáng. Thì các bạn thấy là các bạn đang làm khó cơ thể của mình á, nha. Nên hãy nhớ, hãy nắm rõ cái khoảng thời gian mà caffeine nó tiêu ở trong máu của mình ha. Và hãy uống cà phê ở một cái khung giờ ok. Ví dụ các bạn ngủ 11 giờ đi, tức là 23 giờ. Thì hãy lấy 23 giờ trừ cho 10 tiếng đi. Và các bạn lần cuối cùng các bạn uống hoặc là ăn những chất có caffeine nằm ở trong cái khung giờ trước đó là ok ha. Còn nicotine là những thứ có ở trong thuốc lá. Thì cái này hút thuốc lá thì muôn đời nó có hại rồi, đúng không? Thì thôi,
cuối cùng hết vẫn là một cái lời khuyên khó. Bỏ thuốc lá thôi, biết sao giờ đúng không? Tại vì thuốc lá nó không chỉ hại giấc ngủ, nó hại hầm bà lằng hết. Và đặc biệt là nếu mà trong giấc ngủ thì nó sẽ làm cái chất lượng giấc ngủ của các bạn rất là kém, vì các bạn ngủ nông là đa số. Và cũng có rất nhiều cái nghiên cứu rồi, ngủ mà không ngon nó làm giảm tuổi thọ, cái này rất nhiều rồi ha. Nên thôi, chung quy lại của cái lời khuyên này, tránh caffeine và nicotine ha. Rồi, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tới với cái tích số 4 để chúng ta có thể ngủ ngon hơn, ngủ chất lượng hơn. Đó là cái gì? Tránh đồ uống có cồn trước khi ngủ. Có thể rất nhiều người trong các bạn biết là đồ uống có cồn, rượu bia, nó không tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà nó hại giấc ngủ như thế nào thì chưa chắc là các bạn biết. Thì đây sẽ là cái phần chúng ta giải thích ha. Chúng ta uống nhiều rượu, uống nhiều bia vào ban đêm thì nó sẽ tổn hại trực tiếp tới cái giấc ngủ REM. REM có nghĩa là REM, là cái chữ viết tắt của Rapid Eye Movement ha, có nghĩa là cái kiểu giấc ngủ mà mắt chúng ta vẫn chuyển động ha. Tôi sẽ nói nôm na cái này cho các bạn dễ hiểu. Chúng ta ngủ không phải là ngủ một lèo, một kiểu ngủ từ tối cho tới sáng, không phải. Thực ra chúng ta ngủ luân phiên nhau giữa giấc ngủ REM là giấc ngủ có chuyển động mắt, và giấc ngủ NREM là giấc ngủ không chuyển động mắt. Mấy cái này nó xen kẽ nhau. Và hai kiểu giấc ngủ này, tôi sẽ không đi quá sâu tại vì chúng ta không có thời gian cho những cái việc này, nhưng tôi chỉ nói đơn giản để các bạn hiểu là hai kiểu giấc ngủ này đều quan trọng hết. Và thiếu một trong hai giấc ngủ này thì ngủm củ tỏi rất là nhanh. Thiệt, rất là tổn hại sức khỏe luôn. Và đặc biệt là rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu chúng ta thiếu giấc ngủ REM thì trí nhớ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó. Tâm trạng của chúng ta có thể bị rối loạn, hiệu suất nhận thức của chúng ta có thể bị kém đi. Và quá trình tái tạo tế bào của cơ thể chúng ta cũng ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực luôn khi mà chúng ta thiếu giấc ngủ REM. Rượu bia nó làm cho giấc ngủ REM của các bạn suy giảm rất nhiều đó nha. Và chưa hết, nếu mà các bạn uống rượu mạnh nữa đó thì cái việc hít thở của bạn vào ban đêm á, thậm chí nó còn bị suy giảm nữa. Rất rất nhiều cái hại các bạn ơi nha. Đôi khi á, các bạn uống vô các bạn ngủ được, các bạn tưởng đó là ngủ ngon nhưng mà không phải đâu. Đó là những giấc ngủ rất tệ đó, vì cái giấc ngủ REM nó bị ảnh hưởng. Và không có gì ngạc nhiên nếu mà ngày hôm sau thức dậy cảm thấy rất mệt, cảm thấy rất dễ quạo, vì cái tinh thần, cái cảm xúc của mình nó bị ảnh hưởng mà. Rồi cảm thấy mình nhớ kém, càng ngày càng kém đi, có ảnh hưởng hết. Cảm thấy da mình nó xù xì, nó thấy ghê, là bởi vì cái việc tái tạo tế bào nó bị ảnh hưởng đó, đúng không? Đó, tôi giải thích rõ để các bạn hiểu nha. Uống ban đêm là chả có tốt gì cho sức khỏe của các bạn đâu, nhớ kỹ. Rồi, cái điều thứ năm mà chúng ta cần nhớ để có thể ngủ ngon hơn, ngủ chất lượng hơn, đó là tránh ăn nhiều vào buổi tối. Ăn nhiều vào buổi tối nó bằng với khó ngủ. Rất là dễ giải thích thôi. Tối là cái lúc mà các cơ quan của cơ thể nó cần nghỉ ngơi mà, đúng không? Trong đó có cơ quan tiêu hóa. Thì mấy ông nội tối ăn cho dữ vô, tống vô một nùi các thứ, thì báo hại cơ quan tiêu hóa nó phải xử lý trong cái khoảng thời gian mà lẽ ra nó cần được nghỉ ngơi, hoặc là nó cần hoạt động ở cái cường độ thấp, đúng không? Thế là trong cái giờ giấc nghỉ ngơi mà những cơ quan nó phải rần rần nó làm việc, thì cả cơ thể của các bạn đâu có được nghỉ ngơi. Thì ngủ kiểu gì? À, khó mà ngủ ngon được lắm. Nên phải nhớ, tránh ăn nhiều buổi tối là như vậy. Uống nhiều nước buổi tối cũng không tốt, tại vì nó có thể gây ra tiểu đêm. Ha, tối thức dậy và đi tiểu riết rồi, nó vừa làm gián đoạn giấc ngủ mà nó vừa xây một cái thói quen rất xấu. Nên thôi làm ơn nhớ nha, tối đừng ăn nhiều và cũng đừng uống quá nhiều. Quá đơn giản đúng không? Tuy là đơn giản nhưng không phải tự nhiên mà người ta đưa vào cái danh sách này đâu. Rồi, hello các bạn, đây là cái điều số 6 ha. Cái điều số 6 của danh sách 12 điều để giúp các bạn ngủ ngon hơn. Đó là cái gì? Hãy cẩn thận với các loại thuốc gây hại cho giấc ngủ. Rất là nhiều loại thuốc mà chúng ta mua về để trị những cái bệnh vặt á, giống như là ho, cảm lạnh, dị ứng này nọ đó, thì trong đó có chứa những cái thành phần có ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nhiều cái loại thuốc được kê đơn khác để điều trị bệnh tim, bệnh huyết áp, bệnh suyễn gì đó cũng vậy ha. Thì bản thân chúng ta phải có một cái sự để tâm tới những cái loại thuốc mà mình uống. Đương nhiên không phải là tôi đang nói các bạn là dừng, đừng có uống những cái loại thuốc đó, thì tôi không có ý như vậy. Cái tôi muốn các bạn là hãy biết đặt câu hỏi cho bác sĩ hoặc là cho dược sĩ của các bạn á, kiểu như là dạ thưa bác sĩ, cái thuốc này mình uống có ảnh hưởng tới giấc ngủ hay không ạ? Nếu có thì có loại nào mà không ảnh hưởng và có cái công dụng và hiệu quả tương tự hay không, thì bác sĩ kê giùm em những cái loại đó.
tại vì em cũng quan tâm tới giấc ngủ của mình, thí dụ như vậy ha. Và nếu mà trong trường hợp mà các bạn phải uống cái loại thuốc đó mà không có cái loại thuốc nào đó thay thế, thì các bạn có thể hỏi bác sĩ một câu khác, đại loại như là liệu có một cái khoảng thời gian nào khác để uống cái loại thuốc này thay vì uống vào ban đêm hay là uống vào lúc mà chiều tối hay không. Để cái lúc mình uống thuốc nó càng sai giấc ngủ càng tốt, thì cái sự ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ nó không có nhiều ha. Thì quan trọng vẫn là mình biết đặt câu hỏi với những người kê đơn thuốc cho mình, chứ đừng để mình đang bệnh, mình uống thuốc để hết bệnh, nhưng mà cái thuốc đó lại làm mình khó ngủ hơn, thì mình không hoàn toàn được nghỉ ngơi, thì cái thời gian mình bệnh nó sẽ bị kéo dài ra thì rất là tiếc. Nên các bạn có thể thử hỏi những câu hỏi này, thì những người có chuyên môn sẽ giải thích cho các bạn ha. Rồi, đây là lời khuyên thứ 7. Lời khuyên này siêu nhanh, siêu gọn. Đó là gì? Đừng ngủ sau 3 giờ chiều. Vì đơn giản thôi, nó có thể làm buổi tối của các bạn khó ngủ ha. Và cái này là cái mà rất nhiều người trong các bạn đã kiểm chứng rồi, đúng không? Quá dễ hiểu. Trưa mà ngủ hơi lố là tối dễ trằn trọc lắm. Quá rõ ràng luôn. Nên thôi, đừng có ngủ sau 3 giờ chiều. Nó sẽ làm ảnh hưởng đó nha. Ngủ sau 3 giờ chiều ở đây có thể tính là ngủ trưa, ngủ gục hay là ngủ thiếp đi tùy, nhưng mà hạn chế ha. Đương nhiên sẽ có những trường hợp cái này là không có trong cái tài liệu 12 điều, nhưng mà tôi cũng có một bổ sung cho các bạn dựa vào kinh nghiệm thôi. Nếu một số trường hợp quá cần thiết thì phải đi ngủ thôi, ví dụ như tài xế đi, đúng không, lái xe thiếu ngủ thì buộc phải ngủ thôi, đúng không, hoặc các bạn đang cảm thấy kiệt sức thì phải ngủ thôi để mà hồi phục sức khỏe mà. Chứ mà làm sao mà mình có thể mà kiệt quệ rồi mà mình không chợp mắt một chút xíu thì nó rất mệt. Cái này sẽ tính trong những cái trường hợp là sức khỏe của các bạn vẫn ok ha, chỉ là cái khoảng thời gian đó bạn cảm thấy hơi buồn ngủ và theo thói quen các bạn hay thiếp đi chút xíu ha. Sức khỏe của các bạn bình thường thì các bạn ngủ kiểu đó thì tối có thể là khó ngủ nha. Còn nếu mà đang quá mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi thôi. Chuyện này là bình thường. Và tôi nhớ có một lần tôi đi thăm bệnh thì một người quen của tôi nằm ở đó và vừa mới trải qua một cái đợt điều trị. Thì chính tay tôi cũng nghe bác sĩ nói là khuyên họ cứ nằm nghỉ ngơi, ngủ được thì ngủ ha, nó sẽ giúp tăng hồi phục. Đó. Thì cái chỗ này tôi bổ sung rõ để các bạn hiểu nhiều hơn cái ý của cái phần này các bạn nha. Nói gì thì nói cũng cần phải có một chút xíu giải thích để các bạn ứng dụng vào thực tế, mình không có thấy lấn cấn nha. Sức khỏe bình thường và hay có thói quen mà xế chiều á, hơi lười lười và ngủ chút xíu thì thôi đừng có ngủ nha. Tại vì ngủ sau 3 giờ chiều là tối dễ thức lắm. Ok ha. Giờ qua điều thứ 8. Rồi, mến chào các bạn, đây là cái điều thứ 8 trong danh sách 12 điều. Đó là cái gì? Thư giãn trước khi ngủ ha. Nếu các bạn đi ngủ với một cái trạng thái thư giãn thì khả năng bạn ngủ được rất cao. Sớm hay muộn gì cũng ngủ được à, và ngủ ngon ha. Vậy thì lời khuyên ở đây là đừng có quá nặng đầu óc vào lúc đi ngủ. Đừng có dính vào những cái dòng suy nghĩ quá nghiêm trọng. Những cái sự trằn trọc suy tư nó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ kinh khủng luôn. Và nhiều khi á, có nhiều người rảnh rỗi trước khi đi ngủ lấy điện thoại lên mạng và vô tình vướng vào một cái thị phi, một cái drama nào đó trên mạng, thế là bị cuốn vào cái dòng suy nghĩ đó, không ngủ được, mất cái tính thư giãn trong lúc ngủ thì quá dở luôn các bạn ơi, quá dở luôn, tự nhiên mình làm hại cho mình. Nên hãy nhớ là trước khi đi ngủ cố gắng đưa mình vào cái trạng thái thư giãn. Thì Viện Tim Phổi Máu Quốc gia Hoa Kỳ á, họ khuyên là nên có những cái nghi thức khi mà đi ngủ. Và ngày nào cũng như ngày nào, tức là tới giờ đó mình có một cái nghi thức coi như là dẫn đường mình vào giấc ngủ. Ví dụ như bạn có thể nghe nhạc, rồi đọc vài trang sách văn học chẳng hạn, hoặc sách về chủ đề sống đẹp, đọc vài trang rồi đi ngủ. Riết rồi nó tạo ra cái nếp các bạn, nó tạo ra một thói quen, thì bạn sẽ dạy cho bản thân mình một cái phản xạ. Lúc đó tôi nghe vài bản nhạc, tôi đọc vài trang sách, thì cơ thể của tôi sẽ phản xạ một cái điều đó là nó biết là tới giờ đi ngủ rồi. Ha, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất với nhau, con người là một sinh vật của thói quen. Nên nếu mình dạy cho bản thân mình những thói quen thì kể cả ngủ nó cũng sẽ trở thành một cái phản xạ rất tốt nha. Và nên nhớ nha, nếu giả sử các bạn đọc sách thì nên đọc ở trên sách giấy hoặc là máy đọc sách nha. Chứ đừng có đọc trên điện thoại và iPad, vì màn hình của những cái thiết bị này nó có ánh sáng xanh. Và ánh sáng xanh có thể ức chế cái giấc ngủ của các bạn đó. Nên phải nhớ cho nó kỹ nha. Rồi, mến chào các bạn. Đây sẽ là cái điều thứ 9. Cái điều thứ 9 này nó sẽ không có cái hình dấu tích màu xanh lá cây mà là màu xanh dương. Tại sao lại như vậy? Chút xíu nữa tôi giải thích ha. Bây giờ mình vô cái nội dung của cái điều thứ 9 này đi. Để ngủ ngon, hãy biết tắm nước nóng trước khi đi ngủ. Các bạn thấy lấn cấn đúng không? Từ từ, tôi hiểu các bạn nghĩ cái gì hết. Cứ nghe tôi đi,
tôi đứng về phía các bạn và đồng cảm hoàn toàn. Cứ nghe tôi đi ha. Bây giờ để tôi giải thích trước. Nguyên lý của cái phương pháp này á, đó là khi mà chúng ta tắm nước nóng á, thì có phải là cơ thể mình nóng lên không? Đúng không? Nhiệt độ cơ thể mình nóng lên. Và khi mình tắm xong á, mình ra khỏi chỗ tắm á, nhiệt độ cơ thể của mình lại giảm đi. Chứ mà tắm xong phải giảm chứ, không lẽ nóng hoài, đúng không? Thì chính cái việc giảm nhiệt độ cơ thể này, nó làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn và dễ ngủ nha. Và nó sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Đó là cái phần giải thích của Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ ha. Thì cũng như các bạn thôi, khi mà tôi đọc cái thông tin này là tôi lấn cấn liền. Tại vì hai chữ nó lóe lên trong đầu của mình, đó là hai chữ đột quỵ, đúng không? Vì rất nhiều báo đài đưa tin về cái việc này, nên bản thân tôi dành rất nhiều thời gian ra để kiểm chứng những cái này, để tìm hiểu. Thì ở đây sẽ có vài cái điều mà tôi muốn trình bày với các bạn. Ở một bài báo trên tờ báo Thanh Niên thì có một cái bài phỏng vấn mà tôi sẽ để cái đoạn trích này ở trên màn hình cho các bạn thấy luôn á. Đó là gì? Chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng và thống nhất cho thấy tắm đêm có nguy cơ đột tử hay nguy hiểm đến sức khỏe. Đó là một cái vấn đề. Và vấn đề thứ hai là một cái bài báo trên báo Nhân Dân ha, thì có một cái thông tin, đó là thống kê của Bệnh viện Châm cứu Trung ương Hà Nội cho biết đột tử sau khi tắm khuya thường xảy ra trên nền những bệnh lý mãn tính có sẵn như tim mạch, huyết áp, mỡ máu, đặc biệt trong điều kiện kết hợp với các yếu tố như ăn uống, no, say, ngủ trong phòng lạnh sẽ rất dễ xảy ra các tai biến nguy hiểm với cơ thể, xấu nhất là đột tử. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể rút ra được, đó là cái việc mà đột quỵ sau khi tắm. Thứ nhất là nó chưa rõ ràng và chưa được đồng thuận hết trong giới y học. Thứ hai, đó là nó thường xảy ra với những người có những cái bệnh nền, bệnh mồi. Nên là cái điều thứ chín này có thể nó đúng với người này và nó sai với người kia. Đúng không? Nên đây là cái điều duy nhất mà tôi khuyến khích các bạn không vội làm theo. Nó sẽ là cái tích màu xanh dương chứ không phải dấu tích màu xanh lá cây. Phải cân nhắc không mù quáng làm theo nếu không nắm rõ thông tin và kiến thức về cái việc này cũng như là về sức khỏe của bản thân. Ha, thì ở đây tôi nghĩ là tôi sẽ bổ sung trước hết cho các bạn một cái thông tin uy tín. Đó là cái bài báo trên báo Thanh Niên mà tôi vừa dẫn với các bạn. Các bạn nên vào đó và đọc kỹ cho tôi. Và các bạn có thể đọc dựa trên cái đường link là w5n.co nha. Xuyệt tắm đêm. Các bạn vào đó đọc để nắm hết cái bức tranh về việc tắm đêm có nguy hiểm hay không. Cái gì nên, cái gì không nên. Phải trang bị kiến thức kỹ cho tôi nha. Để từ đó các bạn đưa ra một cái quyết định. Vì đây là cái vấn đề quan trọng nên không có được mù quáng. Đừng làm theo cái phương pháp này nếu chưa tham khảo những thông tin uy tín. Và đặc biệt là cái bài mà tôi vừa show ra cho các bạn nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà các bạn thực sự lo ngại và không muốn mạo hiểm, cũng như là lười quá, không muốn tìm hiểu, thì các bạn có thể thay thế bằng một cái biện pháp na ná như là tắm đêm. Đó là ngâm chân ha. Thì ở đây tôi cũng sẽ có một cái bài uy tín cho các bạn luôn. Tôi luôn dẫn những nguồn uy tín, chất lượng của những người có chuyên môn, không bao giờ có tình trạng của những cái trang lá cải ở đây hết. Thì các bạn có thể vào cái đường link, đó là w5n.co / ngâm chân, không giấu nha, để mà đọc cái bài về hướng dẫn và giải thích cái việc ngâm chân trước khi đi ngủ của Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cái nguồn cực kỳ uy tín luôn nha. Rồi, hãy xem đi xem lại thật là kỹ cái tích thứ 9 này nha, để hiểu thật rõ, thật kỹ và đừng làm theo phương pháp này nếu chưa đọc qua những tài liệu mà tôi cung cấp. Ok ha, bây giờ mình qua điều số 10. Rồi, cái điều số 10 đó là cái gì? Môi trường ngủ tốt. Nôm na, cái chỗ các bạn ngủ phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là nó phải tối. Thứ hai là nó phải mát. Và thứ ba là nó phải cổ lỗ sỉ. Để tôi giải thích. Tối là đơn giản rồi đúng không? Đừng có để ánh sáng lọt vào. Ngủ là phải tối. Đó là lời khuyên của chuyên gia nha. Cái thứ hai là phải mát mẻ vì nóng nực rất khó ngủ. Và cái thứ ba cổ lỗ sỉ là gì? Là đừng có những cái thiết bị hiện đại nó xâm lấn vào. Cứ bình thường, cứ quê mùa, cứ cổ lỗ sỉ đi vậy mà ngủ ngon hơn. Ha. Từ những cái thiết bị như là tivi, laptop cho tới điện thoại các thứ. Nó gây khó ngủ vô cùng các bạn ơi. Nhiều ông trước khi đi ngủ mà bật điện thoại, bật laptop lên kiểm tra email thì tôi nể mấy ông này thiệt luôn á. Nha. Môi trường ngủ ngon là phải tối, mát và cổ lỗ sỉ. Và đặc biệt là đừng xem đồng hồ trong lúc đi ngủ. Vì cái đồng hồ có thể gây ra cái áp lực. À, tối quá rồi mà mình chưa ngủ. Ráng ngủ, lo quá. Kiểu như vậy. Chính cái áp lực phải đi ngủ, nó lại gây ra cái sự lo lắng và làm mình ngủ không ngon. Nha, nên nếu được, đừng để đồng hồ trong phòng ngủ luôn. Điện thoại, laptop gì để khuất mắt, để xa ra đi. Vậy là được rồi. Và hãy đi ngủ với cái giường, với cái gối.
và trong một cái khoảng không tối và mát mẻ. Vậy thôi nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới điều thứ 11. Rồi, hello các bạn, đây là điều thứ 11. Điều thứ 11 đó là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thích hợp là một điều rất tốt. Tại vì sao? Ánh sáng ban ngày á là cái chìa khóa để điều chỉnh thói quen ngủ hàng ngày của chúng ta. Nôm na là cơ thể của chúng ta có một cái đồng hồ sinh học giống như tôi nói với các bạn rồi á. Và cái đồng hồ này nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều khía cạnh ăn ngủ, các thứ của chúng ta. Đại khái là những cái dấu hiệu trời tối á, thì cơ thể của mình phản ứng lại á. Nó biết, à tới giờ đi ngủ, và chúng ta buồn ngủ chúng ta ngủ. Và ngược lại trời sáng thì nó biết, à ánh sáng nè, đây là cái giờ mình thức dậy. Cơ thể của mình nó phản ứng như vậy luôn đó các bạn nha. Và bám vào cái yếu tố sáng tối này á, nó dạy cho mình một cái sự phản xạ. Tối tắt đèn là nó phản xạ đi ngủ. Sáng có ánh sáng thì nó phản xạ, à giờ này dậy tỉnh táo. Đúng không? Đó là cái kiểu giấc ngủ tự nhiên. Thành ra các bạn cố gắng mình thức dậy, mình tiếp xúc với ánh sáng buổi sáng, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc chuẩn hóa lại cái đồng hồ sinh học của các bạn. Nó làm cho thói quen thức và ngủ của các bạn trở thành một cái nếp luôn. Và thế là các bạn sẽ rất dễ ngủ và dễ thức nha. Mỗi ngày tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đặc biệt là tiếp xúc với nó sau khi thức dậy, rất là quan trọng nha. Ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Nếu được 1 tiếng thì càng tốt. Và đặc biệt là ánh sáng mặt trời buổi sáng thôi nha. Buổi sáng thôi. Chứ mà đợi cái lúc mà tia cực tím đồ mà nó ghê gớm, nó chĩa thẳng vô da là mệt á. Rồi, mến chào các bạn. Đây là cái điều cuối cùng. Cũng là một cái điều rất đáng lưu tâm. Đó là nếu mà trường hợp các bạn tối mà các bạn ngủ không được thì đừng có nằm đó mà trằn trọc. Nếu mà mình ngủ chừng 20 phút mà thấy là không ngủ được, thôi không xong rồi, khó ngủ quá. Hoặc là nếu mình đang cảm thấy là bắt đầu mình hơi ép mình đi ngủ rồi đó, mình thấy hơi áp lực, hơi lo lắng rồi đó, trời ơi sao ngủ không được, đại khái như vậy. Đừng nằm đó trằn trọc các bạn. Mình đi ra khỏi giường nha. Có thể các bạn sẽ thư giãn bằng cách đi dạo nhẹ nhẹ, thí dụ như vậy. Hoặc là các bạn xem lại lời khuyên thứ 8, nghe nhạc hoặc là đọc vài trang sách, ví dụ như vậy. Cứ bình thường, cứ thư giãn và đừng có cố ép mình đi ngủ. Đặc biệt phải nhớ là đừng cố ép mình đi ngủ vì ép buộc và lo lắng là mình không ngủ được á, lại chính là cái yếu tố làm cho mình không ngủ. Thành ra phải nhớ nha, cứ ngủ không được thì cứ thư giãn từ từ đi. Tại vì có ép cũng ngủ không được à. Nha, cái cách nhanh nhất là phải biết làm ngược lại. Ngủ không được, đừng ép mình ngủ. Cứ thư giãn từ từ. Vậy mà tổng kết lại, các bạn sẽ đi ngủ sớm hơn là các bạn cứ nằm đó trằn trọc á. Nha. Rồi, hello các bạn. Như vậy là tôi đã vừa điểm qua 12 cái lời khuyên để các bạn có thể ngủ ngon hơn và ngủ chất lượng hơn. Đương nhiên, 12 lời khuyên này có thể quen, có thể đơn giản, nhưng làm theo là cả một vấn đề. Thế thì mọi thứ quý giá trên đời này đều phải cố gắng mà, đúng không? Giấc ngủ cũng như thế. Nếu bạn nghĩ là mình xứng đáng có một giấc ngủ ngon, thì trước hết bạn phải nỗ lực để có một giấc ngủ ngon. Đơn giản thế thôi. Hãy nỗ lực, cố gắng và tích vào càng nhiều ô càng tốt trong cái bản danh sách này, thì cuộc sống của các bạn về giấc ngủ nó sẽ được cải thiện rất nhiều. Và khi các bạn ngủ ngon thì hầu như mọi mặt khác trong cuộc sống của các bạn sẽ được tốt theo nha. Một lúc nào đó tôi sẽ làm riêng một bài nói về những lợi ích của giấc ngủ, hầu như nó tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Ở trên màn hình đó thì tôi có để cái danh sách 12 điều để cho các bạn ôn lại ha. Thì các bạn có thể nhẩm tới nhẩm lui, nhẩm qua nhẩm lại, hoặc là comment lại 12 điều này như là một cái cách để các bạn ôn lại những gì các bạn được học ha. Tại vì khi các bạn nhớ lại và các bạn comment thì não của các bạn đã có cơ hội để lần đầu tiên ôn lại cái kiến thức này. Và chính cái việc đó sẽ làm các bạn nhớ lâu hơn rất nhiều cái bài này. Thì các bạn nếu siêng có thể comment 12 điều này vì các bạn thôi. Còn nếu mà mình bận rộn quá thì thôi không sao hết ha. Thôi, bài này cũng dài rồi. Tôi hy vọng là với những cái sự cố gắng, sự nỗ lực của tôi để mang cái tài liệu này và truyền đạt đến cho các bạn, thì các bạn sẽ bắt đầu nhận ra được những cách, những phương pháp, những đường hướng hợp lý và lành mạnh để cải thiện giấc ngủ của mình. Tôi chúc các bạn sẽ có những thành công về mặt giấc ngủ. Ngủ ngon, ngủ khỏe, ngủ tuyệt vời ha. Ok, bây giờ chúng ta bye bye nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng một tuần nữa cũng tại chỗ này luôn các bạn nha.